Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Công Lông. Buổi sáng ngày hôm nay rất đông những chiếc xe công lông của các bác tài xế, những chiếc xe công lông một khối sẽ vận chuyển đến các công trình cho con ngõ nhỏ các bạn nhé. Bây giờ là chiếc xe công lông của anh Hiền sẽ chở gạch đến công trình. Chúng doanh chủ vãi vật liệu xây dựng. Chiếc xe công lông của anh Hiển được trang bị khối động cơ máy 24 ngựa các bạn nhé. Những động tác của bác tài xế khá là chuyên nghiệp. Bên đây hai bác tài xế đang cẩu sắt lên chiếc xe công lông. Chiếc xe này chở một tấn mốt xi măng và chở những thanh sắt này kéo ở đây. Tiếp tục là chiếc xe của anh Sinh. Ngày hôm nay chiếc xe của anh Sinh chở một tấn xi măng và những thanh sắt rất là to đây. Khá là nguy hiểm. Thank you.
rất là dài trong các con ngõ nhỏ của anh. Với lại cái bà ấy đỗ cái sắt nó quật và kéo qua cái gầm xe và ấy đổ xe. Nhưng mà cái ông kia ông bảo là lần sau đi rút kinh nghiệm để cho người ta đi qua đã, đừng nhoi nhoi như thế. Vâng. Một con xe có cái chiều dài cơ sở khá là dài, máy 24 các bạn nhé. Xe này thường dài hơn các con xe kia độ khoảng 20 phân. Rất là vất vả các bạn nhé. Mở ngang cái hông bê thoát rốn. Này nặng 50 kg vậy. Một con xe rất là đơn sơ. Các bạn có thể thấy hệ thống điện trần luôn. Chiếc xe có quả càng chữ A một thụt. À, thông số lốp trước của nó các bạn có thể thấy là 500-12. Con này vành đúc nhá. Một chuyến như vậy công chỉ có mấy chục nghìn thôi các bạn nhé. Một nghề rất là vất vả.
Một tấn xi đã khuân xong các bạn nhỉ. Nhiều đấy, mẹ có hôm 4-5 chuyến. 4-5 chuyến. Ê, tối về này đau hết người. Rất là máu bạn nhé.